cảnh quen ở đây bà con thấy thế nào? Ôi trời, nhà nghĩa địa nằm trực nhà luôn. Ở đây là nghĩa địa về nhà là sáng sạc nhau luôn. Trực nhà, trong nhà. Đây quan cảnh ở đây bà con thấy như thế nào? Chiều nay ngang qua đây có cái hoạt cảnh nơi đây thật là lạ mắt, không giống những nơi chúng ta đi thăm thường ngày, thành thị hay là vùng rừng núi mà là đây chính là vùng biển. Nhà ở khu vực ở làng quê ven biển, nhà cửa kiểu dạng cũng như là mọi cách xây dựng nó nằm không một cái hướng, một cái lề lối, rất nhiều hướng nhà. Đó, ngã rẽ sạc về bờ biển luôn. Đây. Dạ. Chiều nay em vui lạc về đây. Ngang qua các cái bãi biển từ đi từ Thuận An đi vào thì đi sâu vào thì sẽ đến Hoa Dung. Đây là làng Hoa Dung. Đó là biển rồi, biển cả đó. Để chúng ta đi ngang qua đây thăm vài cái khu vực nhà người dân để biết đời sống ở dưới quê người dân, nhà cửa thôn quê như thế nào. Đây là cửa ngõ nhà đây. Sau lưng là mồ mả, mọi người thấy nghĩa địa đây. Trời ơi, ấn là nhà đó, bên nhà bên cạnh nhà nghĩa địa to đúng luôn. Ở đây có cái nền nhà hình như phá học không làm nữa thì phải. Không ở. Đó, nhà lụp sụp lụp sụp. Ở biển thì hình như người ta gió lớn cho nên người ta làm nhà cũng không cao nữa. Chó sủa rồi. Về quê. Đừng bị chó dí là được. chúng ta đang rồi đi tới sạc đây. Bãi biển luôn. Ui dạ, từ con bọc coi đấy. đây có cái trại tôm cá giống, có số điện thoại đâu để đặt hàng này. Trại tôm cá giống có người mua bên trong hay trà để vô xem cá tôm, xem tôm cá giống bữa tham quan mà. Này người nơi cho á hết anh chó hiền cho ngoắc đuôi ra đừng cắn em tội nha. Chưa mà đi vô nhà là chắc là mày làm đấy cắn liền. nha rồi chưa, không có ai để xin vô à, hỏi thăm xem tôm cá ở đây thì kia. Đấy tôm giống thì chắc là tàu oxy. Từ bên trong là thấy đúng rồi, tôm cá giống nhỏ bới trong á. Wow, rất nhiều bể luôn. tại tôm cá giống sạc về bờ biển. Rất là nhiều bể luôn. Tôm cá giống thì chắc là đồ cá tôm nhỏ thôi, không có lớn đó. Và đây chính là bãi biển Hòa Dung. Đây hệ thống ngọn nước người ta đưa nước ngoài hút ngoài biển vô để chảy trong các cái bể làm nuôi cá tôm giống tôm cua cá giống cua còn có nữa. Đây là bãi biển chiều nay sóng cũng khá là dữ dội sau những ngày mưa gió, bây giờ có những ngày nắng lên rồi. Chúng ta tiếp tục về thăm các cái bãi biển.
Hệ thống người ta đưa cái ống nước ra ấm xuống dưới lòng cạc để lấy nước từ ngoài biển. Bãi biển chiều nay có nắng. Bên dưới thì cũng có các thanh niên bóng đá. Nhìn lại cảnh quan của thôn quê ở đây. Và những chiếc thuyền người ta đi đánh cá về người ta. Đây đang lại để sáng đi tiếp. Chả có những cái đu quay cho mẹ em bé nó chơi vui chưa? Xích đu đó ha. Chả có xích đu đâu đu vui hả? Ở đây có phải là hoa dung không con? Hả? Hoa dung phải không? Đúng không? Hả? Ở đây chị con? Đây là chị đi đi dẫn chị con mời nọ đó. Đúng rồi. Hoa dung mà. Đúng. Hả? À rồi rồi. Bố nói chủ ơi má, chủ A má. Vui tình nha. Chủ đang coi phim nha. Nghe coi phim dịch chắc hết rồi. Để con ở đây vui tình chưa đó. Nghe chủ đang coi phim nha là bỏ chạy. Dễ thương lắm. Để con. Ô trời những cái mái treo này. Ô đi chiều. Lúc này cũng hứng bụng với chiều. Có nắng. Còn ở đây thì như có một cái hàng quán. Người ta làm đây cũng rất là thú vị. Có thể là thu hút được khách đây. Địa phương cũng như là khách xa gần. Nếu như mà biết những cái bãi này thì đây có nơi không gian cũng để check in này, ngồi ăn uống đây này. Bên trong có thanh niên thiếu nữ đang ngồi đó. Bị chiều đẹp chưa? Không gian cũng là ban ghế trên cạc. Hay lắm. Đẹp. Chà đây có hàng quán cà phê. Thú vị chứ. Có phòng này, có ban ghế này. Mộc thôi. Nhà vệ sinh lộ thiên. Về vùng quê này có những cái view rất là thú vị. Đây biển đẹp đó mọi người. Con sóng chiều nay cũng khá dữ dội, nhưng mà trời nắng thì cũng không bình nổi. Biển đẹp đó. Về đây biển đẹp đó mọi người. Lâu còn con đi về quê, về vùng sông nước để thăm biển cả chứ, tại Hoa Dung nha. Cái đây mấy ngày mới có về khu vực Thuận An đó, thì lúc đó trời cũng đang ấm u hơn nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì 25-26 độ, nó đỡ hơn, đỡ lạnh hơn tại bãi biển Hoa Dung. Rất là thú vị. Đưa bà con mọi người đi thăm đồi núi biển cả thành thị. Nơi đây ở Huế nha mọi người. Đấy, mấy bạn trẻ về đây là chụp ảnh đó. Selfie. Mùa đi trở lên là bắt đầu sắp có tua, có lực đi biển đó. Rồi giờ chúng ta sẽ đi vòng lên phía bên kia để đi ra phía đường quốc lộ 49A sau khi vào một cái
khu thôn xóm nhỏ tại bãi biển Hòa Dung. Về bắt công rồi. Mùa này trở lên là nắng thì bà con bắt đầu đi biển được rồi đó. Về không tắm được thì ngồi chơi ngắm biển. Ở hàng quán thú vị chứ, view đẹp đó, có thể bán hàng ăn giải khát nữa đây. Nếu như mà mùa hè về khách du lịch hàng ngang qua đó, view đẹp cho mọi người. Đây là tuyến đường mà dẫn qua lối xóm. Có đang câu đang tắm bên dưới. Đó, sau khi view biển rồi thì ngang qua thôn xóm, ngang qua cả cái tường phố nơi đây một đoàn này ra với tường phố chính. Khi mà em quay lạc vào khu vực này để thăm. Ở đây chắc hồi xưa nhà cửa đó nhiều lắm, sao bà con dí dơi đến ở nữa hay răng. Đấy, có nhiều cái nền nhà con nằm kiệt ba. Đây cũng nhiều ngọt kiệt nữa, đi như đi thẳng theo kia dọc theo biển đó. Chiều chiều mày bạc ngồi nướng đó biển nhau nữa đây, thú vị chứ. Đi biển về chưa lại con gì đó chiều chiều nướng làm vài trái. Nhà này con núi trâu này, núi trâu ngã Tân An, Phú Thuận, Phú Vang. À, đây là thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Kiệt Ba Ba, Tân An Hòa Dung, làng là làng Hòa Dung, thôn là thôn Tân An. Đây là nhà cửa khang trang cũng khá là nhiều. Còn phía sau bãi biển thì chủ yếu người làm biển thì nhà cửa nó cũng lụp sụp thôi mọi người. Ngõ kiệt. Tuy nhiên thì mọi người thấy đó, khu vực phía sau đó có nhiều nhà đó. Con em lên gì vậy hả? Chưa phải lên ăn cơm rồi à? Dạ. Dạ thôi em lên đi. Dạ. Sao nó đẹp ghê ấy. Dạ. À, một cái ngõ kiệt và nhiều ngôi nhà khang trang. Dừng chúng ta lùi phía sau bãi biển đó. Rồi, đã tới đầu đường quốc lộ 49A, hướng phải sẽ lên Huế, hướng trái sẽ đi về Cừ Lài, rồi về các cái vùng biển Phú Diễn, về Vĩnh Thanh, bên đó đi thẳng về ngàn ở đó mọi người. Rồi, thôn Tân An. Buổi chiều thì bà con ngồi hai bên đường bán hàng này, rau rặng, tôm cá này, chờ đó, chờ từ phạt, chờ bên đường.
con hay biết chờ hoa giống thì đi lối lại từ sau lưng đến cuối thì phải là ngọt cũng còn học chờ chờ ra đinh lang rồi. Rồi còn đây thì Hường đi ra Thuận An lại. Chờ đây ngày nay có bảng hoa mùng 8 tháng 3 nữa. À, những cái lối này có thể đi vòng lui phía bãi biển mà chúng ta vừa ghé thăm. Ồ, bây giờ đây người ta xây dựng nhà cửa khá là nhiều này. Và tại đây ngang qua đây thì khi mà gặp cái công trình là công trình đi nghe nói hồi xưa định làm trung tâm thương mại đó, khi mà sau đó bỏ hoang này cũng lâu lắm đó, chứ đang dân tốn đồ lại thì chắc có thể là xây dựng tiếp tục hay đang đó. Ở khi tê là cũng chẳng lỗi chi cả, chứ chắc là chuẩn bị làm lại công trình hay đang ấy. Đồ sổ luôn 1, 2, 3, 4, 6, 4 gián, 8 gián. Rồi ra đến đây là bãi biển Thuận An. Dạ. À đây vẫn còn Phú Thuận. Ra thêm 2-3 bãi nữa là đến Thuận An. Dạ thì chiều này ngang qua, tiếp tục ngang qua làng quê Biên Cả. Bên đây là Phả Tam Giang này, để đưa mọi người thăm để biết thêm đời sống bà con và hình ảnh mà tiết trời của những ngày tháng 3 ở Huế, ở biển Như Răng. Hy vọng mọi người cũng biết thêm và thấy thú vị khi xem video của em vui. Ở bên dưới Phả Tam Giang thì những chiếc đò qua lại, người ta đi làm cá về đó. Biển Phú Thuận à, vào trong thì nhà hàng người ta bắt đầu buôn bán trở lại đó. Xe cộ cũng khá là đông đúng rồi, còn những cái chiếc xe cờ xe ô tô 17 chỗ đầu nhiều thì chắc khách cũng về ăn uống đó đó, vì trời nó tạnh ráo được vài ngày thôi. Khu vực này tàu thuyền neo đậu nhiều này. Rồi bên cạnh là một cái xưởng làm tàu rất là lớn ở đây nữa, xưởng gỗ bên cạnh xưởng tàu. Quá trời những chiếc tàu, tàu này chắc về đóng làm lại, tàu nằm trên cảng đó. Đi quanh hướng ngược mặt trời chắc bà con thấy tội, không thấy rõ được những chiếc tàu nằm trong. Rồi ra đến đây thì nhiều hàng quán nữa, hải sản ăn uống đông đúc. Hy vọng mọi người cùng thấy thư giãn khi xem video của em vui. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ cho em vui. Em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Bài tắm Thuận An đó.